Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin từ luận cương đến bò rát vàng, con đường máu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thái Lan, đã phổ biến một thư kiến nghị mà ông gọi là kiến nghị tâm huyết gửi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tâm huyết vì trong kiến nghị khá dài, ông đã trình bày một cách chi tiết các lý do lịch sử, các yếu tố khách quan và chủ quan dẫn tình trạng đất nước đầy rẫy những thất bại và kết luận bằng những điểm cần phải làm ngay. Trong khoa học xã hội có hai phương pháp để trình bày ra một luận cứ. Phương pháp thứ nhất nhằm chứng minh mình đúng và mọi quan điểm khác sai, và phương pháp thứ hai nhằm phân tích tình trạng bế tắc trước khi đưa ra một giải pháp dung hòa. Ông Nguyễn Trung đã chọn phương pháp thứ hai khi viết thư kiến nghị. Đây là hình ảnh tượng Lenin đã bị giật sập khắp nơi trên thế giới. Thất bại lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo Nguyễn Trung, là thất bại của 42 năm đầu tiên của độc lập thống nhất đất nước, phải hứng chịu về nhiều mặt, chính là thất bại của việc lấy chủ nghĩa chà đạp trí tuệ và các giá trị của tự do, dân chủ, quyền con người, là do người nắm quyền giành được một số lợi ích phe nhóm nhưng phải hủy hoại nhiều lợi ích quốc gia và lợi ích của cả dân tộc, là thất bại của xây dựng chủ nghĩa xã hội với kết quả gặt hái được là để mọc lên trên đất nước ta hôm nay là một chế độ toàn trị khắc nghiệt. Nhưng đối với bên ngoài, độc lập 42 năm mà vẫn chưa độc lập. Kết luận, ông đại sứ đề nghị thẳng cho Nguyễn Phú Trọng là với trách nhiệm là người giữ cương vị cao nhất trong Đảng, chuyển đổi Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng của dân tộc. Trước hết, người viết công nhận, ông Nguyễn Trung đã dành hết tâm huyết để viết bản kiến nghị dài. Độc giả có thể đọc thư kiến nghị của ông bằng Google, tựa đề "Cùng nhau mở con đường cải cách, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới". Trước khi bàn đến chuyện đúng hay sai, cũng phải thừa nhận ông Nguyễn Trung, 82 tuổi, khi viết thư kiến nghị là một người đáng kính trọng. Trong lúc hàng vạn tiến sĩ, trí thức, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo nằm in như hến trong rổ của mấy ông bà ngoài chợ, ông Trung đã cất lên tiếng nói bằng tâm huyết của một người ưu tư đến vận mệnh của đất nước. Nhưng cũng rất tiếc là ông Trung đã sai cả về lý luận lẫn thực tế. Sự thất bại của Nga Hoàng trong Thế chiến lần thứ nhất, khủng hoảng chính trị sau cách mạng tháng 2, dựng lên chủ nghĩa chính phủ lâm thời do Alexei lãnh đạo đã giúp Lenin nhiều cơ hội và giúp ông ta chụp lấy cơ hội một cách nhanh chóng để làm nên cách mạng tháng 10. Đây là hình ảnh ông Lenin với cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Như vậy, có thể nói sự thành công của cách mạng tháng 10 là kết quả của một cơ hội chủ nghĩa. Bộ máy tinh chuyển, tinh vi và chính sách khủng bố không nhân tính theo sau. Về mặt thực tế, chưa có một Đảng Cộng sản nào tự nguyện thay tên đổi họ thành Đảng của dân tộc một cách hòa bình để cùng với dân tộc mở ra trang sử mới, đổi mới của đất nước, như ông Nguyễn Trung từng mong muốn. Đảng Cộng sản Đông Đức sụp đổ theo bức tường của Berlin, còn Đảng Cộng sản Ba Lan cũng sụp đổ nhờ cuộc đấu tranh bền bỉ của công đoàn đoàn kết. Đảng Cộng sản ba nước vùng Baltic cũng sụp đổ do phong trào độc lập thoát Liên Xô. Đảng Cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ nhờ cách mạng Nhung, Cộng sản Hungary, Bulgari và Cộng sản Albany sụp đổ vì sức đẩy của phe đối lập mạnh hơn và khả năng bám vào quyền lực của Đảng Cộng sản. Romania sụp sau cái chết của vợ chồng Nicolae Sancescu. Đảng Cộng sản Mông Cổ sụp do các cuộc biểu tình của các bạn trẻ trong phong trào dân chủ. Còn Đảng Cộng sản Ethiopia sụp khi nhà độc tài Haile Mariam bị lực lượng của mặt trận dân chủ Ethiopia đánh bại và phải bỏ trốn khỏi thủ đô Addis Ababa. Tóm lại, các chế độ cộng sản chỉ có thể bị lật đổ bằng cách này hay cách khác, chứ chưa có một lãnh đạo cộng sản nào tự nguyện bước xuống khi họ đang trong thế mạnh. Đây là hình ảnh biểu tình của giới sinh viên ở quảng trường ở Praha, Tiệp Khắc, và từ đó dẫn đến cuộc cách mạng mùa xuân ở Praha năm 1989, lật đổ chế độ độc tài cộng sản ở Séc, ở Nga và toàn bộ hệ thống cộng sản Đông Âu. Trong các đảng cộng sản trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chịu đựng nhiều thiệt hại nhất để chiếm được quyền lực trên phạm vi cả nước, đó là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Con đường của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ luận cương của ông Lenin và luận cương Trần Phú cho đến thời kỳ hưởng thụ như Tô Lâm và giới cộng sản Việt Nam cai trị Việt Nam
đang làm đã được tưới bằng máu của không chỉ các thế hệ đảng viên Cộng sản mà cả máu của nhiều triệu người Việt Nam do bùa mê chống Mỹ cứu nước gây ra. Dù trải qua con đường máu rất dài từ năm 1975 thì Giang Sơn Việt Nam nay đã thuộc vào Đảng và dân tộc Việt Nam nay đã thuộc vào quyền sinh, quyền sát của Đảng. Ngày nay, các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang sống trong thời kỳ hưởng thụ. Những người như Tô Lâm, 18 tuổi vào năm 1975 và có cha là anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, thừa hưởng gia sản của các lớp cộng sản đi trước. Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản ngày nay chẳng quan tâm và chưa chắc đã biết gì nhiều về những vấn đề thuộc phạm vi về ý thức hệ. Với họ, Marx, Lenin, Mao, Hồ đều chết hết, chỉ còn là những ông bà chủ ngân hàng còn sống. Trách nhiệm của ban tuyên giáo là để tẩy não các em nhỏ như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, chứ không phải họ có thể đọc, họ có thể xem bất cứ sách vở, nguồn tin, báo chí, phim ảnh nào họ muốn. Vợ con họ đi Mỹ, đi Pháp như đi chợ và mua sắm tại những tiệm đắt tiền nhất thế giới. Việc đặt vòng hoa lên mộ của Marx, của Tô Lâm dường như chỉ là một đóng một vở kịch mà các quan chức Cộng sản Việt Nam vẫn thường làm mỗi ngày. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an tại khu mộ Kamas vào hôm 2 tháng 11 năm 2021. Cách ăn uống tối hôm sau mới là đời sống thật của các giai cấp chủ nâu đỏ tại Việt Nam. Do đó nói chuyện buông đao thành Phật với họ chẳng khác gì nước đổ đổ vịt. Một thành phần không nhỏ trong 97 triệu người dân Việt Nam ngày nay chính là nô lệ sống nhờ sự bố thí của Đảng. Thời nô lệ ở Mỹ có luật đen, thời Cộng sản thì có luật hình sự. Cả hai đều do thế giới cai trị đặt ra để trừng phạt những người bị trị. Nhìn cảnh hàng trăm ngàn người Việt Nam thất tha thất thểu trên đường, tay ẵm em bé mới sinh còn đau lòng hơn nhìn những bức ảnh của người dân nô lệ da đen ở Mỹ 400 năm trước đây. Người nô lệ ở Mỹ mất quê hương và người Việt cũng thế. Khác chăng người Việt mất quê hương ngay trên chính quê hương của mình. Trong mùa dịch trên thế giới có hàng trăm chính khách, nghị sĩ, bộ trưởng, thứ trưởng bị mất chức, bị phê bình hay phải từ chức chỉ vì mắc phải những lỗi lầm rất nhẹ, dắt con cái đi tắm biển vào ngày các con được nghỉ học. Ở Việt Nam thì khác, Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng với hóa đơn lên đến hàng chục ngàn bảng Anh, xong lại về Việt Nam tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, mặc người dân đói nghèo và chết dần trong đại dịch. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Tô Lâm đớp miếng thịt bò ở London có giá đến 45 triệu đồng, tương đương với 3.000 ổ bánh mì, hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Hàng trăm bài bình luận và bản tin khác nhau được đăng tải trong nước và nước ngoài về sự dự kiện này, nhưng hơn 800 tờ báo và đài các kênh truyền hình của Đảng Nhà nước Việt Nam đều phải câm lặng. Càng mỉa mai hơn là vài hôm sau, chính ông Tô Lâm lại đăng đàn hô hào chống tham nhũng. Một người có thể tự chửi mình một cách công khai như thế thì chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Sở dĩ Tô Lâm nói không ngượng miệng bởi vì đám cán bộ chống tham nhũng ngồi nghe bên dưới cũng đều là những diễn viên trong các vai phụ trên sân khấu chính trị đầy chất bi hài, băng hoại và thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cung đình của ông Tổng Bí Thư, gốc thợ rừng Nông Đức Mạnh, biệt thự của ông Tổng Bí Thư, gốc nông dân Lê Khả Phiêu, khu mộ 55.000m2 của ông Trần Đại Quang là những điều rất dễ thấy, dễ chứng minh cho tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam với người dân. Còn rất nhiều thứ khác như bất động sản, giấu tên hay những con số trong ngân hàng ở ngoại quốc chỉ có thể được công khai hóa sau khi chế độ này sụp đổ. Dù sao, người viết cũng cảm ơn ông Tô Lâm đã sát muối vào vết thương của những người Việt Nam còn chút lương tâm, còn biết đau cho số phận của đồng bào bất hạnh, còn quan tâm đến tương lai của dân tộc để hy vọng từ đó họ sẽ có một thái độ dứt khoát, một hướng đi phù hợp với thời đại và nhất là đừng kỳ vọng gì vào sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast và câu hỏi người Mỹ có tiêu dùng hàng Mỹ hay không? Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 11 vừa qua, đã có triển lãm ô tô tại Los Angeles với 1.000 xe đủ các thương hiệu từ nhiều quốc gia đến đây. Nhiều người Việt Nam chú ý và đến xem vì năm nay có đặc biệt có 2 xe hiệu VinFast của tổng công ty VinGroup của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng đến từ Việt Nam.
Ông Vượng là người dường như được cho rằng là giàu nhất Việt Nam và trong vài năm qua cũng đã được vào danh sách của những người giàu trên thế giới do tạp chí tài chính Forbes xếp hạng. Vào năm 2017, Vingroup đã xây dựng một khu lắp ráp ô tô ở Hải Phòng và một năm sau đã cho ra các xe mẫu VinFast đầu tiên. Lúc bấy giờ, ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một chuyến thăm khu công nghiệp đã ca ngợi tiến trình sản xuất xe VinFast của Vingroup. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngồi đang băng ghế sau trên chiếc xe VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng cầm lái chạy vòng quanh nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Truyền thông Việt Nam cũng có nhiều bài viết về bước nhảy đột phá của ông Vượng trong việc sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt Nam, dù rằng hầu hết các bộ phận, máy xe và linh kiện đều là sản phẩm mua lại của các nước ngoài như Đức, Ý và Việt Nam chỉ là nơi để đem về lắp ráp mà thôi. Tại các triển lãm xe hơi ở Mỹ, người ta xem triển lãm và lái thử xe có triển vọng là những khách hàng trong tương lai khi xe được bán ra thị trường. Chúng tôi đã vài lần xem trưng bày xe ở San Francisco và thấy nhân viên tiếp thị của các hãng sản xuất xe rất tận tình trả lời câu hỏi cho khách đến xem. Không như những người bán xe thường nói năng chiêu dụ khách mua cho bằng được. Nhà báo tự do Bùi Văn Phú từ California đưa ra nhận xét về khả năng thành công của xe VinFast trong kế hoạch chinh phục người tiêu dùng ở Mỹ như sau. Ở Mỹ, khách hàng có rất nhiều lựa chọn khi mua ô tô. Ngoài xe Mỹ còn có xe Đức, xe Nhật, Ý, xe Thụy Điển, Hàn Quốc là những quốc gia đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều hiệu xe khác nhau trong mấy chục năm qua. Từ ngày đến Mỹ định cư, tôi đã làm chủ cả chục ô tô các loại, xe của Mỹ, của Đức cũng như của Nhật. Mua xe đã qua nhiều đời chủ, cũng có và xe mới cũng có. Anh em trong gia đình cũng từng làm chủ nhiều thương hiệu xe khác nhau và khi chia sẻ kinh nghiệm đều đồng ý rằng xe Mỹ không bền lâu như xe của Nhật và xe của Đức. Khủng hoảng xăng dầu vào năm 1979 làm giá xăng tăng cao mà xe Mỹ lại uống xong như uống nước. Khi đó xe Nhật tìm cách vào thị trường Hoa Kỳ và có số bán tăng dần từ đầu thập niên 1980. Năm 1975 khi mới đến Mỹ, anh em tìm mua chiếc xe cũ để đi học mà thấy toàn xe Mỹ như Falcon, Chevrolet, Dodge và chỉ có Volkswagen của Đức là hàng ngoại. Đây là hình ảnh những mẫu xe hơi được ưa chuộng nhất ở Mỹ hiện nay. Những năm cuối thập niên 1970, xe Nhật chưa vào thị trường Mỹ nhiều. Điểm không tốt của xe Nhật là khung sườn không được cứng như xe Mỹ vì làm bằng hợp kim nhẹ để ít hao xăng. Khi bị đụng, rất dễ gây gãy, không an toàn cho người chạy xe. Khi xe Nhật bắt đầu được nhập vào Mỹ, đã gây ra phản ứng không thuận từ giới công nhân trong các công ty sản xuất xe của Mỹ và nhiều người đã có cái nhìn không thiện cảm về người Nhật. Mùa hè năm 1982, kỹ sư vẽ đồ họa thiết kế của xe Vincent Chin, người gốc Hoa 27 tuổi, đã bị hai công nhân làm việc trong ngành sản xuất xe hơi ở Mỹ ở thành phố Detroit đánh chết vì kẻ giết người lầm tưởng Vincent là người Nhật. Sự việc được ghi lại trong phim tài liệu Ai đã giết Vincent Chin. Lúc đó, thị trường ô tô ở Mỹ cũng còn mở ra cho nhiều nước khác, trong đó có xe Yugo từ nước Cộng sản Nam Tư, bắt đầu nhập vào Mỹ vào năm 1984 với giá khá rẻ, chừng 5.000 đô la một chiếc và có chính sách bảo hành 10 năm hay 100.000 mile, tức là mỗi mile tương đương với khoảng 1,6 km. Xe này có nhiều lỗi kỹ thuật nên mấy năm sau không còn nhập cảng vào Mỹ nữa. Thông tin trên mạng của hãng KN Driver nhận xét Yugo là loại xe tồi tệ nhất trong lịch sử. Năm 1986, Nam Hàn lần đầu tiên giới thiệu vào thị trường Mỹ xe Hyundai, sau đó là Kia. Sau 35 năm, Hyundai đã có được lòng tin của khách hàng Mỹ khi mua xe. Tuy không nhiều bằng xe Nhật, Hyundai hiện nay chiếm khoảng hơn 2% thị phần ô tô tại Hoa Kỳ. Theo hãng Hyundai.com chia sẻ, xe nước ngoài chiếm thị phần cao nhất ở Mỹ là của Nhật khoảng 40%. Đây là hình ảnh Toyota là nhãn hiệu xe Nhật được ưa chuộng ở Mỹ. Theo những hợp đồng giao thương, dù là xe Nhật nhưng phải sản xuất tại Mỹ và hiện nay có đến 70% xe của các hãng Nhật được sản xuất tại Bắc Mỹ, bao gồm của Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Bây giờ, xe mới sẽ thấy trên giấy ghi rất rõ có bao nhiêu phần trăm những đồ của xe được sản xuất ở đâu. Đường phố, đại lộ của California nay phần đông xe mang các thương hiệu của Nhật, Đức và Hàn Quốc.
Trong tương lai, xe điện sẽ trở nên phổ thông hơn ở tiểu bang này vì các chính sách bảo vệ môi trường khắt khe và có những ưu đãi cho người sử dụng xe chạy điện hơn ở những nơi khác. Nhìn vào tương lai xanh của California, VinFast có chiến lược xâm nhập thị trường Mỹ qua cửa ngõ tiểu bang này. Cũng theo hãng tin Reuters đưa ra trong những ngày qua, thì VinFast sẽ xây công xưởng tại Hoa Kỳ, sẽ huy động vốn trên đến cả tỷ đô la cho việc đem VinFast chạy điện đến cho người tiêu dùng trong nội địa của nước Mỹ. Đó là cách đi tắt đón đầu mà ông Phạm Nhật Vượng đang nhắm đến. Ông dùng tiền để đem đến cho công ty những chuyên gia và những gì tốt nhất có thể để mang đến cho Việt Nam một thương hiệu được thế giới chú ý đến nhiều hơn là quần áo, giày dép, bàn ghế mây tre, gạo, cà phê, hoa quả hay tôm cá, nước mắm. Nhưng người Việt Nam dùng hàng Việt Nam có phải là khẩu hiệu hấp dẫn với người Việt ở Mỹ hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc Toàn cầu VinFast Michel giới thiệu mẫu xe VF-E35 tại triển lãm xe hơi Los Angeles vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Mỗi người chúng ta tự có câu trả lời bằng vào những trải nghiệm, bàn ghế trong nhà, quần áo đang mặc, chén đĩa, đồ ăn, thức uống, gia vị có là sản phẩm của Việt Nam hay từ một nơi khác như Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc. Nếu không phải là sản phẩm quê nhà, nguyên do thì vì sao? Chất lượng, bền lâu, giá phải chăng hay quen khẩu vị có lẽ là những lý do chính để chúng ta chọn mặt hàng. Và từ đâu ra, làm ra không quan trọng trong việc lựa chọn. Trong nhà tôi có những thứ là sản phẩm quê nhà, dùng đã nhiều năm, nhưng cũng có thứ chỉ mua thử qua một lần rồi thôi. Nhớ vũ sữa, Na, nên khi có hàng mới được nhập từ Việt Nam qua, chúng tôi mua ăn thử. Na đông lạnh, một gói 3 trái chừng 5 đô, ăn cũng còn thấy mùi vị thơm ngon. Vũ sữa 9 đô một cân Anh, một thùng 9 trái, 60 đô thì sượng, ăn không được. Tôi không có cơ hội đi xem triển lãm xe ô tô Los Angeles, nhưng theo tường thuật trên truyền thông và mạng xã hội thì có thể tóm tắt các nét chính về xe VinFast tại hội chợ 2021 ở Mỹ như sau. Đó là hai mẫu xe Sport chạy bằng điện. Người đi xe không thể đến gần xe, không được mở cửa xe để xem bên trong hay mở nắp máy lên để xem máy móc ra sao. Dĩ nhiên là VinFast cũng không cho khách chạy thử như nhiều thương hiệu khác đã dành cho khách trong dịp này. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì được VinFast chọn làm người quảng cáo cho xe. Đây là hình ảnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên bên cạnh chiếc xe VinFast tại cuộc triển lãm. Vì là người có hợp đồng quảng cáo xe thì cô không thể nói gì khác hơn là sẽ mua xe VinFast để chạy. Một điều bình thường đối với những người nổi tiếng được trả tiền để quảng cáo cho một sản phẩm. Điều tạo phản ứng là khi cô nói rằng sẽ hủy hợp đồng cô đã đặt mua Tesla để mua VinFast. Cô nói như thế chẳng khác nào như có người từng quảng cáo cà phê Trung Nguyên sẽ đánh bại Starbucks hay Bphone sẽ qua mặt iPhone. Ngày nay, nhiều người Việt Nam có máu nổ, chứ chẳng riêng gì cô Kỳ Duyên. Không biết cô Kỳ Duyên có được lái thử chiếc xe VinFast nào hay chưa mà đã tuyên bố như thế. Với tôi và nhiều người khác, cũng phải chờ xem khi VinFast vào thị trường Mỹ có được thực sự sản phẩm thẩm định về chất lượng, mẫu mã một cách khách quan, chẳng hạn như từ tạp chí Consumer Report, khi đó mới biết ưu khuyết điểm của xe ra sao. Ở Mỹ, khách hàng là vua và còn có luật bảo vệ người tiêu dùng. Quảng cáo nổ như pháo mà thực chất không có thì khó lòng có được lòng tin từ khách hàng. Người tiêu dùng của Mỹ như tôi có thể thử gạo, nước mắm hay vú sữa Na nhập từ Việt Nam xem có ngon, hợp khẩu vị hay không. Không ngon hay không thích thì cũng chỉ tốn vài chục đô la. Chứ bỏ ra vài chục nghìn đô la mua xe VinFast mà chưa biết tốt xấu ra sao là điều cần phải đắn đo rất nhiều. Nhà báo Bùi Văn Phú đã nêu ra nhận định của mình như vậy.